Và một ca khúc thứ hai xin gửi tới toàn thể quý vị một ca khúc có tựa đề Em Yêu Anh, như câu hò ví dặm cho quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin quý vị rất nhiều.